Trước mặt mọi người đây á, là một cái con hẻm nhỏ nằm ở trên đường Nguyễn Văn Quá ở quận 12. Thì theo cá nhân mình quan sát á, với cái việc mà kinh doanh được ở trong những cái con hẻm này á, là chỉ có cái việc là cho thuê nhà trọ. Và những cái người mà ở thuê ở đây đó là đa phần là những bà con lao động và những cái người có thu nhập thấp. Trong cái con hẻm này đó có một cái người phụ nữ mắc cái căn bệnh hiểm nghèo và nằm ở giai đoạn cuối. Người phụ nữ này tên là Lan. Thì mình có gặp và cũng như là có hỏi chị Lan đó về cái mong ước của chị là gì. Thì chị Lan chỉ có trả lời cái thứ nhất, nếu mà cái sự sống của chị kéo dài đó thì chị có thể là nhìn thấy được con trai của chị trưởng thành và lớn lên trong cái vòng tay của chị, cũng như là một người có ích cho xã hội. Cái điều ước thứ hai đó là chị được đi bệnh viện, được điều trị cái căn bệnh ung thư của chị, mặc dù là nó ở giai đoạn cuối. Nhưng mà chị nói là ở điều ước thứ hai thì sẽ không có thể nào mà thực hiện được vì cái lý do kinh tế. Và trong cái ngày hôm nay đó, với cái vị trí là làm cầu nối, thì mình xin phép là mình thay mặt Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả cô chú anh chị có thể là thực hiện cái điều ước thứ hai đến với lại chị Lan. Tuy là bệnh tình của chị là không mấy khả quan, nhưng dù sao đi nữa thì cũng mang một cái kỷ niệm đẹp đến với lại chị Lan nhân dịp Giáng sinh sắp tới và cũng như là bước sang năm mới. Một cái kỷ niệm đẹp gửi đến cho hai mẹ con. Và bây giờ thì xin mời cô chú anh chị theo dõi video tiếp theo. Hôm nay lần thứ hai trở lại nhà trọ của hai mẹ con chị Lan. Thì không thấy con trai của chị Lan, chắc là cháu nó đi học hả chị? Đi rồi em, đi rồi lúc gần 1 giờ. 1 giờ trước khi mà nói chuyện tiếp với lại chị Lan đó, mình cũng chia sẻ cho mọi người nha. Là hiện tại là đây là cái giờ bắt đầu làm việc buổi chiều của những cái anh, những chú mà làm bên xây dựng đó. Thì về cái âm thanh và như cái hình ảnh đó, thì mong mọi người thông cảm giùm. Hiện tại là ở đối diện nhà chỗ trọ của hai mẹ con ở bên đây đó, chỉ vài bước chân thôi, thì ở bên đó thì mấy anh mấy chú đang làm việc đó mọi người. Mọi người thông cảm giùm về cái âm thanh ha. Chủ yếu là hôm nay là chúng ta sẽ thăm lại chị Lan sau khi mà biết về cái hoàn cảnh của hai mẹ con. Cho em với mọi người biết chút xíu, những ngày qua đó là về cái bệnh tình của chị, cũng như là hôm bữa là em gửi ít tiền đến cho chị đó, thì chị sử dụng như thế nào, rồi cái hướng sắp tới rồi như thế nào chị có thể là nói cho em nghe được không? Thì cái bữa mà em cho tiền chị đó, thì hôm đó qua bữa thứ bảy rồi chị không có đi bệnh viện, nó để thứ hai mới đi bệnh viện. Thì tới tối chủ nhật cái sau nó đau, cái sau chị khạc ra máu, mà ra máu cục cục luôn, chứ mà chứ nó không phải máu lỏng mà máu cục. Rồi sáng thứ hai chị mới đi bệnh viện thì bác sĩ cho nhập viện liền, tại giấy tờ chị nhập viện lâu mà. Thì bác sĩ hỏi chị khạc ra máu như thế nào, chị mới nói là máu nó đỏ đen, thay vì máu mình nó đỏ tươi mà này nó đỏ đen. Thì bác sĩ mới cho đi thử máu, rồi đi siêu âm, rồi đi xét gì đó, đo điện tim, rồi làm tất cả các thứ á. Rồi bác sĩ mới nói lại giờ là vô quá trị đi, tại vì giờ cái giai đoạn này nó làm sao đó, ông nói cái từ chuyên môn mà chị không hiểu. Chị đi khám ở đâu? Ở ung bú. Ung bú ở nơi Trăng Long hả? Không, ung bú một mình là nơi Trăng Long, chuyển chị về cơ sở 2 ung bú dưới Suối Tiên. Ở Suối Tiên thì lên đó là đông dữ lắm luôn. Rồi bác sĩ mới khám nói là chị đóng 12 triệu là mới vô cái quá chất đó được. Cũng như cái phác đồ điều trị của chị là 12 triệu. Chị mới nói là chị không có tiền. Chị nói không có tiền thì bác sĩ nói thì chừng nào có tiền thì lên vô. Giờ chị mới thấy gì, chị mới nóng ruột quá. Cái ông bác sĩ đó, ông mới nói là đâu chạy lên qua ung bú Đồng Nai coi. Tại vì hồi đó chị mổ Đồng Nai, lúc chị lắc cái vú là chị mổ ở ung bú Đồng Nai.
ổng nói thôi giờ đi lên Đồng Nai coi coi cái phác đồ điều trị nó cái thuốc thì nó vẫn giống nhau nhưng mà coi nó có giống như trên ông bố mình á là nó tiếng một tiếng hai gì đó, tại vì cấp trung ương còn dưới đây là nó cấp dưới hơn chút, có thể thuốc nó rẻ hơn chút. Cái chị mới chạy lên chỗ chị mổ rồi đó, đó là ông bú Đồng Nai. Thì ông bú Đồng Nai kêu chị nhập viện vô thì đưa giấy tờ chị coi làm các xét nghiệm, thì bác sĩ cũng nói đúng rồi là phải vô cái loại thuốc này, mà cái tên tiếng Anh chị quên rồi, đọc cái gì đó cái loại thuốc đó chị không nhớ. Thì ông nói đúng rồi, bác sĩ nói là mười mấy triệu là đúng rồi, cái thuốc này là vô phải mười mấy triệu. Rồi giờ không có tiền thì xử lý theo không có tiền. Rồi thấy vậy rồi ngày hôm qua bác sĩ mới kêu chị lên á là vô cái gì đó, vô thuốc gì á nè, hôm qua tiêm vô tĩnh mạch. Là chị đi ngược lại ung bú lại, vô ung bú lại này rồi vô tiêm cũng cho mình vô thuốc, nhưng mà không phải thuốc 12 triệu tại vì mình không có tiền. Bây giờ vô thuốc này là thuốc, ổng nói là thuốc bảo hiểm y tế, nó rẻ hơn. Thuốc này tác dụng gì à, chị Lan? Cái này là quá chất á, quá trị đó. Quá chị vô tĩnh mạch mình á, cũng là thuốc, nhưng mà mình có tiền. Lợi rẻ đi. Lợi rẻ đó, lợi rẻ tiền đó. Đúng rồi, là vô nè, mà tại không biết sao tay chị nó bầm gì. Chị vô trong đó là... Cũng mấy tiếng hồ đó, vô tới vô một chai, với hai chai nước biển nữa là ba chai tất cả. Có nghĩa là bệnh tình của chị là bây giờ... bây giờ em nói lại, chị nói lại chút xíu. Đau hả? Đau, chị ngồi ẩn mới được, chứ ngồi khum không được, ngồi ẩn được. Yeah, chị lấy cái gối gì chị lót không? Không, không, không. Chị phải ẩn gì nè, còn khum cái hai cái này nó đụng với nhau á, cái nó đau. Cái phần bị chảy mũ giờ còn không? Nó gịnh gịnh nè, mà nó cũng còn hôi. Bởi chị ngại ngồi gần em sợ em chê nó hôi gịnh nè. Chị bị mấy năm rồi? Chị bị cũng gần 3 năm rồi. Gần 3 năm? 2 năm rưỡi rồi, tính ra 2 năm rưỡi rồi. Có nghĩa là để em nói lại, tóm tắt lại nha. Chị bị 2 năm mấy, 3 năm về bị ung thư vú. Chị điều trị xong rồi qua cái giai đoạn đó là duy trì. Rồi gần đây đó, thì ở cái phần mà đã phẫu thuật rồi ở bên ngực trái thì nó có cái dấu hiệu là bị xì mũ. Xì mũ. Xì mũ. Rồi thì nó di căn qua bên tay phải. Di căn phải. Rồi lên cổ luôn, lên di căn cổ. Có nhiều nơi là nó bị bú. Hết trơn cổ, hết trơn cổ luôn rồi. Không có tiền để mà đi bệnh viện. Đó. Là trước kia là chị điều trị ở dưới Đồng Nai. Hay là ông bú? Hồi đó mổ là chị điều trị Đồng Nai, chị mổ. Xong rồi Đồng Nai mới chuyển mình về ung bú để xạ trị. Xạ lý do là Đồng Nai nó không có máy xạ trị. Rồi mới về ung bú mình xạ trị. Rồi xạ trị xong rồi cũng theo dõi ở đây luôn. Rồi mới bác sĩ mới cho 3 tháng đi tái khám. Ví dụ, dạ em ngắt lời nha. Ví dụ như là ngày hôm qua hôm kia gì mà chị ở dưới ung bú mà chị có 12 triệu á, để mà chị đóng á, thì ở dưới là họ vô thuốc cho chị. Đúng rồi. Là cái hướng điều trị là tiếp tục vô thuốc cho nó đừng có nó chậm cái phát triển của cái bú, nó ngưng lại luôn đó. Ngưng tại lại. Vì trưởng khoa kêu chị vô nói chuyện á là nói là cái loại thuốc này á là nó tốt mà nó làm sao đó là nó sẽ ngăn chặn hết, nó sẽ không bị di căn, nó không nhảy trong cơ thể mình nữa. Đó là cái cách duy nhất để đúng mà điều trị cũng như là làm chậm cái quá trình mà nó không nhảy, nó không di căn. Cái loại thuốc đó nó sẽ không di căn, nó không nhảy. Còn cái thuốc chị vô nè là nó chỉ có tác dụng có mấy tháng thôi là nó phải vô hoài, còn không là nó sẽ nhảy nữa. Cái này là chị đóng bao nhiêu tiền vậy? Cái này đóng rẻ mà em có 2 triệu à. 2 triệu mà rẻ hả? Tại cái kia tới 12 triệu. Nhưng mà 2 triệu này đó là vô được bao nhiêu lần? Hay là vô lần một vô lần? Có 1 lần thôi. Rồi thứ hai tới nè vô là đóng 2 triệu nữa. Thì bởi vậy em mới ngạc nhiên vậy, sao mà rẻ? Tại vì cái kia tới 12 triệu mình đâu có tiền. 12 triệu nhưng mà nằm nó trong một to. Được mấy lần? Một lần à. Một lần luôn cũng hả? Một lần, tại vì cái ống thuốc đó là mười mấy triệu đó. Cái ống thuốc đó. Cái ống thuốc mà để vô cho mình là mười mấy triệu là cái thuốc đó. Ông nói tốt lắm, nó không có bị di căn, nó không có nhảy. Còn vô mình vô không. Một lần mà 12 triệu. Mười lần 12 triệu một đó. Một cái chai thuốc vậy một thôi. Một chai thuốc đó. Có người vô một chai 20 mấy triệu nó tùy bệnh đó em. Mình nãy mình tưởng á mọi người giống như những trường hợp mà cũng như là vô rồi đóng tiền trong 12 triệu đó xong bắt đầu vô quá trị vài lần rồi bắt đầu những lần sau mới đóng là 3-4 triệu, 3-4 triệu tưởng vậy ai nhà một chai thuốc là 12 triệu. Cái không bác sĩ có nói rõ chị nghe luôn, nếu chị có tiền á là chị điều trị hết năm sau luôn á là khoảng gần 200 triệu
là chị sống được từ 8 đến 10 năm là cái phác đồ của chị là nó vậy đó. Cũng như là mình nếu mình có tiền là cứ một lần mình vô vậy là mười mấy triệu đó, là mình vô đến gần cuối năm sau đó. Chị là có hai phương án, một phương án là ba phương án chứ, một phương án là nãy là vô mà loại xịn á, của người có điều kiện á, là một lần là 12 triệu. 12 triệu chắc chắn một điều đó là mình không thể thực hiện được rồi ha. Rồi đúng rồi. Còn cái dài lâu mà bác sĩ nói kéo dài sự sống cho chị là 8 đến 10 năm á, là 200 triệu. Còn cái thứ ba mà gọi là rẻ tiền á, mà có thể là mình vô rồi mình đi về mình vay mượn, mình vô rồi mình về vay mượn là mỗi lần là 2 triệu. 2 triệu. Nó không có giống mà cái giai đoạn đầu chị đi nhập viện đúng không? Đúng rồi. Giai đoạn nhập viện là mới đầu vô là mình khoảng cũng mười mấy. Tại vì cái giai đoạn đầu của mình lúc đó là nó đã phì rồi. Nên bác sĩ cho mình vô thuốc nào cũng được hết để nó gom lại. Nó gom lại một cục nhỏ, nó gom lại trong cái vú mình đó, cho nó nhỏ rồi mới phẫu thuật cắt bỏ. Là cái đó nó nhẹ tiền, là lúc đó chỉ có mười mấy triệu à. Là mình điên lên lần có 2-3 triệu, không có bao nhiêu. Bây giờ nó tùy theo cái bệnh lý của mình. Đúng rồi. Để mà họ đưa ra cái giá tiền của cái thuốc. À, mà không phải là bác sĩ, cái đó là thuốc của trong bệnh viện, chứ không phải là bác sĩ ra giá, mà là cái thuốc nó như vậy. Rồi cái mà vô thuốc 2 triệu này đó, là chị vô bao nhiêu lần và cái tác dụng nó cũng giống vậy thôi đúng không? Cái thuốc này thì bác sĩ có nói là mình không có điều kiện. Thì giờ mình vô thuốc này là thuốc của bảo hiểm y tế, nên nó rẻ tiền. Mà trả tiền mặt là 2 triệu? Mình đóng thôi, tạm ứng á. Là 2 triệu? À, 2 triệu. Mình tạm ứng. À, vậy là còn dư ở trong đó đó? Dư chừng không biết bao nhiêu, chưa có xuất viện nên dư có khi dư mấy chục, có khi dư một vài trăm mình không hiểu. Nhưng mà là đóng có 2 triệu thôi là tạm ứng. Là cách, mình cách bao nhiêu ngày là sẽ vô thuốc, vô 2 triệu? Thường khi á là 3 tuần là vô một lần, nhưng mà hồi sáng này á thì bác sĩ kêu chị lên là nói là bây giờ cái trường hợp của chị như vậy nè, nên tuần sau buộc chị phải vô nữa, là đúng một tuần là đưa thuốc chị về uống nè. Còn nếu mà bình thường thì gần cả tháng mới 2 triệu. 3 tuần. Chu kỳ của nó là 3 tuần là mình phải vào một lần. Nhưng hôm nay á là bác sĩ kêu chị lên kêu chị về uống thuốc này nè, uống tới tối chủ nhật. Sáng 3 viên, chiều 3 viên là uống tới tối chủ nhật vừa hết. Thì sáng thứ hai tuần tới 19 tây á là chị trở lên chị vô quá trị thêm lần nữa. Chị vô mấy bữa nay chị thấy đỡ không? Ngày nó về nó giật dữ lắm em, nó mệt với nó ói. Nó giống như mình mang thai ngán vậy đó. Nó cứ nhìn đồ ăn không có thèm mà nó nhận nhợn hoài, ói ra dữ lắm. Với có một cái hôm qua chị bị sốc thuốc vậy nè. Là lúc mà đang vô thuốc á, hồi nào giờ đợt trước chị vô không có bị nghe sinh, mà ngày hôm qua tự nhiên mới đầu vô cái chai đầu cái nó ngứa hết cái vùng này, xong rồi bắt đầu nó ghim nó nhức, cái chị tưởng đâu là nó đau như cái nhà thôi. Cái chị nói với y tá mới đưa chị cái thuốc này cho nè, thuốc giảm đau. Cái chị uống viên xong cái bắt đầu là nó hỏng hết, bắt đầu là vô đến vô cái chai thuốc á, chai thuốc mà thực sự để chai quá chất á. Đầu tiên là một chai nước biển để rửa, để xúc ruột mình, rồi đến một chai nữa, rồi bắt đầu đến cái chai cuối cùng là chai quá chất á. Bắt đầu em ơi nha, người chị giống như là nó sắp mà nổ ra, nó chị không tả được, mà giống như em tưởng tượng như là bây giờ thịt da em nó sắp rớt ra từng miếng. Chị đau quá, chị dãy giống như mà con cá lóc em đập đầu á. Chị dãy trên giường bệnh, chị la quá trời luôn. Bắt đầu á, chị chịu hết nổi, chị khóc, chị gào thét quá trời rồi. Cái mấy người xung quanh nuôi bệnh á, chạy đi kiếm bác sĩ cho chị. Bác sĩ hỏi làm sao, chị nói bây giờ nguyên cái lồng ngực tôi giờ đau mà nó sắp như là xuất thịt ra hết rồi. Tôi chịu hết nổi cho tôi chết đi. Chứ giờ tôi không chịu nổi nữa rồi, chị la quá rồi. Bác sĩ kêu chị ký tên vô. Chích cái loại thuốc gì chị không biết mà chị ký rồi. Xong bắt đầu y tá đem lại chích cho chị thì khoảng nửa tiếng sau chị bớt đau. Lần đầu tiên trong đời chị mới thấy ngày hôm qua chị bị dãy dụa vậy. Em không tưởng tượng được, giống như thịt da em nó sắp bung ra hết luôn. Những em mà bị bệnh ung thư rồi vô thuốc rồi họ mới cảm nhận được, họ mới biết được cái cảm giác mà chị nói ha. Chứ mà như em thì em không biết. Hôm bữa em đăng lên thì chị có xem không?
chị bạn chị đó, chị có lợi chi chiếu cho chị coi. Chị mở cái điện thoại chị á. Con trai chị có xem không? Có. Có hả? Có. Rồi cháu nó có nói gì chị không? Còn khóc mà. Khóc hả? Em nói ví dụ nha, cái điều ước của chị nó không có được thực hiện được á, khi mà con trai của chị chưa tới 18 tuổi, chưa thấy nó trưởng thành, chưa thấy kiểu là cháu nó học hành rồi các thứ đó, thì chị có suy nghĩ cái việc đó không? Thì tất nhiên chị cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà giờ đâu biết sao, giờ tới đâu hay tới đó chứ, giờ chị không biết sao. Mình ước mơ thì ai cũng có cái ước mơ, nhưng mà những cái ước mơ nó không thành hiện thực thì cũng phải chấp nhận cho số phận. Chứ con chị nó xem nó cũng khóc nhiều lắm. Nó nói mẹ bệnh mà vậy không có tiền chị á, cũng tủi lắm chứ em. Nói chung là bệnh tình bây giờ là điều trị là tới đâu hay tới đó đi ha. Chứ đúng bác rồi. Sĩ họ còn không nói trước được điều gì. Đúng rồi. Thì cũng như là người ta cũng không có bắt buộc mình, người ta chỉ gợi ý gì thôi. Còn mình điều trị như thế nào là cái chuyện của mình. Còn người ta đâu biết mình hoàn cảnh như thế nào. Thì người ta chỉ mời mình vô, người ta hỏi ý. À, đồng ý chị vậy thì người ta chị. Còn không thì người ta chị theo tao bảo hiểm. Đó. Rồi thì mình không tiền, mình chỉ theo tao bảo hiểm. Đợt sau này chị có tiền để mà chị đi tiếp tục không? Thì bữa em cho, giờ chị cũng còn được 700-800. Hôm bữa em cho chị bao nhiêu? Bữa em cho chị 4 triệu á. 4 triệu, rồi ừ. Đi hôm bữa hết là 2 triệu mấy rồi. Đúng rồi, rồi đâu có dám xài vậy đâu. Rồi vì đợt sau là đâu có đủ đâu mà tiếp tục rồi vô thuốc. Thì vậy tới đâu hay tới đó thì bác sĩ hẹn mình vậy thì mình biết vậy. Thì chị cũng chưa biết sao nữa. Cái chị mà gửi cái hoàn cảnh của nhà mình qua cho em đó, là chị đó cũng mừng á, mừng giùm gia đình, có nghĩa là gọi điện cho em nó là cũng cảm ơn đã đến với lại hai mẹ con của chị. Thì chị cũng tốt lắm, chị điện á, chị thấy chị bệnh á mà chị được đi bệnh viện chị mừng lắm. Tại vì chị nghe chị bệnh rồi bữa chị khạc ra máu á, cái chị nói đi liền đi, cái chị nói thôi không được, tối chủ nhật rồi lên đó không ai làm việc đâu, để sáng thứ hai đi. Chị cũng mừng lắm. Chị sợ mình không có tiền đi bệnh viện á, cái nghe được có tiền nó mừng ghê luôn á. Chị có thể là chị gửi gắm con trai của chị cho ai không, hay là mình đã lo được cái phần nào không, nhờ người khác á? Chị có biết ai đâu gửi. Giả lại giờ em nghĩ đi, mình ở đây có đơn thân con mình mà. Giả lại cũng đâu có ai mà mình tin tưởng đâu, bạn bè thì cũng đâu có đâu, mà biết ai gửi. Giờ tới đâu hay tới đó, giờ biết sao vậy em? Chứ phải mình có bà con hay là có anh em nào khá giả gửi thì cũng đỡ, mình có chuyện gì cũng đỡ. Em nghĩ đi, có ai biết ai. Thấy không? Thấy có tuổi không? Tuổi chứ em, nhưng mà nhiều khi mình giấu, mình đâu có nói cho nó biết. Còn nó mấy lần nó thấy mình đau quá, cái nó cứ nói câu vậy nè: mẹ đừng bỏ con nha, mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Như sáng mà chị đi bệnh viện á, nó cũng dặn chị nó: mẹ đi bệnh viện mẹ về nghe, mẹ đừng bỏ con nghe. Cái nó mẹ đi mẹ về chứ, chứ sao bỏ con được. Nó hay nói câu đó đó. Tối ngủ cũng vậy nữa: mẹ đừng bỏ con nha. Đau quá hả? Chị gan. Không có ẩn gì thì nó không đau, mà khum gì nó đau. Nó cạy nó cạ. Chị gan chút xíu ha. Được, không sao. Dạ. Rất là nhiều những cái phần bình luận khi mà em đăng tải về bệnh tình với lại cái hoàn cảnh của hai mẹ con đó, nhiều người ta nói là thấy chị, nếu mà gặp chị ở ngoài đó là không có nghĩ là mình là kể là gặp khó khăn đến mức là như vậy đâu ha. Tại nhìn thí dụ như họ nói là nhìn chị cũng kiểu mà không có thấy mà khắc khổ hay gì đó, nhưng mà khi mà biết rồi á thì mới với lại là nếu mà nằm ở trong vị trí của hai má con của chị Lan đó thì mới có thể là mới cảm nhận được.
rất là nhiều người đã dành cái tình cảm đến với lại hai mẹ con. Thì hôm nay đó em xin phép được em thưa với chị như thế này. Đầu tiên là thay mặt mọi người động viên tinh thần đến hai mẹ con ha, luôn luôn nghĩ lạc quan với lại là những cái điều tích cực ha. Cái thứ hai nữa thì Mạnh Thường Quân có hỗ trợ đến cho chị để mà tiếp tục cái việc mà điều trị, và họ dặn là tập trung cố gắng hết có thể trong cái việc điều trị. À, thì còn những cái khoản về tiền nong thì chị đừng có nghĩ ngợi nhiều ha. Em xin phép là em thay mặt Mạnh Thường Quân em gửi đến cho chị nha. Em xin phép em đọc. Mình xin phép là thay mặt cho chị Lan này cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân đã gửi cái tấm lòng quý báu đến cho hai mẹ con. Em xin đọc nha. Thứ nhất là của cô Vân ở Tân Bình là 10 triệu. Thứ hai là một chị ở Washington, Mỹ là 200 đô la Mỹ là 4 triệu 8. Thứ ba là chị họ Lê ở Mỹ 500 đô la Mỹ là 12 triệu. Thứ tư là của chị Hậu ở Bình Chánh là 5 triệu. Thứ năm là của cô Lan ở Khánh Hòa là 2 triệu. Thứ sáu là của chị Trang ở quận 10 là 500 ngàn. Thứ bảy là một cô ở Bình Thạnh là 1 triệu. Thứ tám là của bà Ngân ở Canada là 3 triệu 4. Thứ chín là của chị Phiếu ở Long An là 2 triệu. Thứ 10 là của cô Thu ở Hà Nội là 2 triệu. 11 là của một cái chị ở tiểu bang May ở Mỹ là 1 triệu. 12 là chị My, chị Thơ, chị Hồng. Thì mấy chị này là ở New York, Mỹ là gửi đến cho chị Lan là 200 đô la Mỹ là cũng là 4 triệu 8. Thì tổng cộng cái khoản tiền đó là 48 triệu 500 ngàn. 48 triệu 500 ngàn ha. Em gửi đến cho chị. Chị mừng lắm hả? Xúc động ha. Chị mừng lắm. Đó giờ chị chưa bao giờ có cầm được tiền gì. Từ ngày chị bệnh tới giờ chị chưa bao giờ cầm được số tiền gì. Bây giờ chị mừng quá. Đây chị thôi em cứ đếm. Không đi. Không là chị cầm giùm em. Em đếm từ từ. 1 triệu này nha. 2 triệu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 triệu 500 nha. Bây giờ chị nói thiệt cái xin nha. Giờ chị mừng quá rồi, chị không biết nói gì nữa. Giờ chị xin cảm ơn tất cả những người Mạnh Thường Quân á giúp chị đội ơn thật là nhiều luôn. Mà chị không biết nói gì hơn, chị chỉ mong sao cho họ có nhiều sức khỏe, làm ăn khấm khá để họ còn giúp nhiều những mảnh đời bất hạnh nữa. Còn riêng chị được số tiền này chị mừng quá rồi. Giờ chị vui quá, chị không biết nói sao. Chị cảm ơn thật nhiều luôn nha em. Yeah. Cảm ơn thật nhiều đến các Mạnh Thường Quân á với em nữa. Không có từ nghĩ ngày là... chị bệnh chơi chị không ngờ đâu. Từ hồi chị bệnh phát bệnh đến bây giờ lần đầu tiên chị được cầm số tiền này. Chứ chị chưa biết cầm số tiền này như thế nào. Mừng lắm luôn em. Chị chiều nay cháu nó về đó thì chị nói là cháu nó mừng đỡ lo cho chị, tại bây giờ cháu nó 14, 15 tuổi, với lại hôm bữa em gặp em quan sát là cháu nó cũng như là nó cũng biết hiểu chuyện, biết lớn biết nhỏ. Nó biết luôn à. Nó ngoan cái gì nè. Ai cho nó 20 ngàn nó cũng đưa cho chị. Nó không có giữ tiền mình, em thấy đi học không? Con người ta đi học có vài chục ngàn, còn nó đi học không có tiền.
không có đồng bạc nào chị em, không có cho. Em nghĩ là cái khoản tiền này đó, với lại cái việc mà hồi nãy chị nói là chị điều trị theo cái hướng là 3 tuần là 2 triệu á, thì có thể là cái khoản tiền này nó sẽ dư đi tới hết cái phác đồ, hết cái mà bác sĩ họ tư vấn cho chị đó ha, sẽ dư trong cái khoản đó, cái khoản mà ba tuần là 2 triệu. Cái số tiền này á, là nếu mà nói về chị hóa trị á, thì tới năm sau á, thì không có hết, nhưng mà khi đó là có thể là chị để dành lại đó, là có thể là nó mổ, bác sĩ sẽ mổ. Tại vì gom lại thì mình hóa trước, lúc nào cũng hóa trị xong rồi mới mổ em. Đó thì tới đâu hay tới đó đi. Nhưng mà bây giờ hóa trị thì mình đã có tiền rồi nè. Cái này là sự là đã giúp chị rồi nè. Dạ. Bởi vì trời ơi chị mừng quá trời luôn em. Mừng lắm xin. Mừng còn hơn là chị được trúng số. Mừng quá trời đó, giờ đâu có giờ cầm được tiền như vậy đó em. Ngoài cái việc mà khi mà bị bệnh á, mọi người phải điều trị bằng thuốc á, thì nó phải chiếm cái phần trăm lớn là về cái tinh thần. Thì em nghĩ á, với lại là theo mình nghĩ á, là cái tinh thần của chị là đã kiểu là đã vực dậy á mọi người sau khi mà nhận được cái món quà này. Thì mình mong á, là tình hình sức khỏe của chị Lan sẽ thuyên giảm. Và thêm nữa đó là nãy mình cũng có nói, mình nói xong là mình sẽ kết thúc luôn. Bệnh tình của chị và cái tương lai của chị với lại con trai của chị là không biết như thế nào. Nhưng mà làm dẫu gì làm á, từ khi mà ông xã chị mất hoặc là lúc mà ông xã chị còn ở đây á, thì em nghĩ đây là nhân dịp cuối năm á, thì một cái mùa Giáng sinh, một cái mùa Noel hoặc là bước sang năm mới là một cái kỷ niệm trong đời của mình, là mình sẽ là một cái kỷ niệm vui đến cho hai mẹ con trong cái năm nay ha. Yeah. Còn cái bệnh tình thì có gì thì em sẽ gọi điện đến với chị rồi em sẽ gửi đến cho mọi người sau ở những cái video sau ha. Như vậy đi. Vậy chị cũng cảm ơn em nhiều nha xin nha. Dạ. Yeah. Thôi em xin phép là em kết thúc cái video ở đây. Hồi nãy nhờ chị Lan qua bên nhà và anh nói với anh mấy cái anh chú mà làm xây dựng nói là dừng chút xíu về cái công việc của họ đó. Thôi giờ để cho chị Lan qua nói với họ để mà họ tiếp tục, chứ để mà chậm cái tiến độ rồi thầu với lại chủ nhà họ mắng vốn nữa, tội họ nữa. Thôi mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.